Vâng, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tokyo Go. Mình là reviewer quen mặt. Ok, thì hôm nay ở đây để chia sẻ với anh em một chút về chiếc Insta360 Go 2. Mình đã dùng được đồ đó cỡ được khoảng tầm tuần, hơn một tuần gì đó. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với anh em một vài những cái điểm mình không thích ở trên chiếc Insta Go 2 này, để cho anh em xem là chiếc Go 2 này có đáng giá hay không. Ok, intro. Lens của bạn bị mốc, màn hình bị sai màu, bạn cần dán skin mà chưa biết tìm ở đâu? Hãy đến ngay Tokyo Camera. Ở đây chúng tôi có những dịch vụ, nơi khác tính phí chúng tôi lại free. Cần nét lens free, khử mốc lens free và cân màn hình cũng free. Ngoài ra còn dán skin máy ảnh mà mờ cực dính. Hãy đến ngay với Tokyo Camera để được chúng tôi chăm sóc như chăm em bé. Link dưới phần mô tả. Okay, đầu tiên thì mình chê thì chê nhưng mà vẫn phải khen trước. Đó chính là mình khen là Go 2 thì đã cho mình thêm một cái đốc sạc pin rời như thế này. Mà nó lại còn tiện hơn ở Go 1 một cái là nó cho phép mình điều khiển, mình cài đặt tất cả những tính năng của chiếc Go 2 này ở trên cái này luôn. Gần như các bạn hiểu đây gần như là một cái đốc, có nghĩa là ở đây nó có một cái màn hình kiểu OLED ấy. Các bạn có thể tùy chỉnh, các bạn có thể ấn quay trực tiếp lại đây. Và thêm nữa thì là ở đây chúng ta sẽ có hai cái chân tripod giống như trong video mở hộp mình đã chia sẻ rồi. Thì là cái hộp này có thể đứng mở ra để cho các bạn có thể có một cái góc quay đứng được như thế này. Đó, thì khi mà các bạn để đứng như thế này các bạn có thể đặt ở những cái nhiều vị trí khác nhau. Thì mình cũng đã thử rồi, đặt ở khá là nhiều góc khác nhau. Thì anh em xem video mình đang cho xuất hiện thì anh em sẽ hiểu là mình đang đặt như thế nào. Mình ở dưới này lại có thêm một cái cổng chân ốc nữa, thì có thể để lắp cái chân thì mình có thể cắm để timelapse, cắm để quay những cái cảnh hàng ngày cũng được. Nói chung khá là tiện. Thêm nữa thì phụ kiện của Go 2 thì nói chung vẫn tương đối là giống so với Go 1, cũng không có gì khác. Chúng ta vẫn có cái kẹp mũi, chúng ta vẫn có những cái stick dán trên tường, chúng ta vẫn có những cái vòng đeo cổ. Thì những cái này đó là cái đặc điểm chung của Insta rồi. Có nghĩa là cái này là những cái nhắc đến Insta Go thì chúng ta sẽ có những bộ phụ kiện đấy. Vậy nên mình sẽ không đề cập quá là nhiều gì về cái việc là phụ kiện sử dụng như thế nào. Thêm nữa là về vì là cái này là thiết kế là nhựa màu trắng, vậy nên là dùng một thời gian ấy các bạn sẽ thấy nó rất là dễ bị bẩn. Bản thân mình cũng thế, mình lau nó thường xuyên thì để nó được trắng như thế này. Chứ còn bình thường nếu mà dùng thì nó rất là kiểu dễ bị bẩn. Ý tiếp theo các bạn quan tâm là nhỏ như thế này thì thời lượng pin có được lâu hay không? Thì rất tiếc với anh em rằng là pin của Go 2 thì không trâu lắm. Mình quay đâu đó được khoảng tầm 5-10 phút. Với cái thời tiết, mặc dù là mình quay nó hơi khác nhiều một tí, đó là cái thời tiết hôm mình quay nó vào rơi khoảng tầm 40 độ C, là cái hôm nóng nhất của Hà Nội, thì mình có mang ra quay. Tuy nhiên thì không phải là 100% quay ở trong nhà, mà chỉ là mình quay cái đoạn đường mà từ lúc mình đi cho đến được khoảng tầm đâu đó chưa đến nửa đường. Từ nhà mình ra đến cầu Long Biên chắc khoảng tầm rơi vào tầm 7 cây. Thì đến đấy thì là pin đã hết rồi. Còn như là mình đã muốn cái quay cảnh tiếp theo thì mình không quay được, mình lại phải cho vào đốc sạc. Và sạc một lúc thì nó mới cho mình dùng tiếp. Và cái thứ hai nữa là con này quay rất nóng. Nó không phải là nóng kiểu bình thường, mà nó là rất rất nóng ấy. Các bạn hiểu cái từ rất rất nóng, khi các bạn sờ vào cái bọc tay luôn là các bạn có thể cảm nhận được ngay. Và kể cả khi các bạn tháo ra, các bạn trò vào cái đốc này, các bạn quay trên cái đốc này, cái nắp, cái đốc này nó cũng rất nóng. Cái phần bên trên này nó rất là nóng bởi vì cái nhiệt của cái cam này nó tỏa ra khá là lớn. Vậy nên là khi mà các bạn sử dụng cái này trong một thời gian dài, mình nghĩ là nó không được thoải mái cho lắm. Đây là cảm nhận cá nhân của mình. Và thêm nữa là khi mà đang nóng như thế này mà các bạn cho vào cái stick dán ở trên cổ, cái mà vòng nam châm đeo trên cổ mà các bạn sử dụng cái này, các bạn cảm rõ ràng được là cái nhiệt nóng nó truyền từ cái Go 2 vào một cái tấm nhựa nam châm đấy và chạm vào người mình. Nó rất khó chịu. Mình có quay thử một đoạn từ nhà mình ra, mình đã thấy rất khó chịu. Mặc dù hôm đấy trời cũng không quá nóng, hôm đấy trời rất mát, thì nhưng mà con này nó nóng lên thì mình cảm thấy khá là khó chịu. Chưa kể là đến những hôm 30-40 độ mà quay nữa thì không biết là nó sẽ như thế nào. Chê thì chê vậy thôi, chứ nên khen thì khen một cái là chất lượng hình ảnh của Go 2 cũng như là những cái tính năng mà mang lại thì mình khá là ưng ý. Từ nói chung chủ yếu là mình quay thôi, mình không sử dụng đến ảnh nhiều. Bởi vì mình nghĩ là anh em mua con này về thì chắc là cũng sẽ sử dụng để quay. Thì mình quay khá là nhiều, mình thử cả khả năng chống rung, mình đi trên đường rất là sóc. Rồi thì những cái mình trải nghiệm sơ qua sau suốt một tuần vừa qua, thì có thể nói rằng là chất lượng về hình ảnh, nếu như chúng ta bỏ qua những yếu tố trước mình đã nói, thì về chất lượng hình ảnh, về tính năng, về sử dụng thì Go 2 khá là ok, đáp ứng đủ những cái nhu cầu
của các bạn bỏ ra với một số tiền là đâu đó khoảng tầm 8-9 triệu đồng mà các bạn bỏ ra một cam hành trình nhỏ nhỏ như thế này, không tốn quá nhiều diện tích như Go 2, thì Go 2 đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn sử dụng mà không cần thiết phải chúng ta mua GoPro hay làm gì. Hoặc là nếu các bạn không thích GoPro, các bạn thích Insta thì có thể là một sự lựa chọn hợp lý. Còn về dung lượng bộ nhớ thì ở trên Go 2 là đa phần mình quay là 1440. Thì mình quay rất là nhiều, thì đến bây giờ hiện tại là nó hiện thông số trên đây là mình vẫn còn 14GB, hơn 14GB để có thể sử dụng. Thì mình nghĩ rằng là nếu như anh em để mà quay phục vụ đời sống hàng ngày, để mà sử dụng những cái trong những chuyến chơi du lịch mà anh em muốn cầm những cái thiết bị nhỏ gọn thôi, không muốn cầm quá là nhiều thứ, thì ok, mình nghĩ là Go 2 này đủ đáp ứng cho bạn nhu cầu quay tẹt biết rẻ là nhà khoảng tầm đâu đó 1 tuần. Các bạn đi chơi thì tha hồ các bạn có thể quay được, mà không sợ là lo lắng rằng là Go 2 sẽ bị hết bộ nhớ mà anh em sẽ phải cóp ra cóp vào, thì không, cái đấy thì không còn phải đáng lo. Chỉ đáng lo cái là pin nó nhanh hết quá, sợ chúng ta là không quay được nhiều. Mình nói thật là pin con này rất nhanh hết, kể cả là khi mà mình có cắm sạc liên tục thì cái đốc này nó cũng không thể nào giúp cho Go 2 duy trì quá là lâu cái thời lượng pin để nó giúp các bạn có thể đảm bảo được là cả một cái hiệu suất hành trình dài, quay trên một cái hiệu suất cao. Thì quay vui, quay chơi thì ok, chứ còn nếu như mà để làm cam hành trình dài thì mình không đánh giá cao. Cái điều này thì cũng gặp trên cả GoPro, vậy nên là chắc cam hành trình thì chắc là anh em cũng đã quá quen thuộc rồi, đúng không? Ok, thì thôi tóm cái váy lại ở cái vấn video này, đó chính là với khoảng tầm 8-9 triệu, nó rơi tầm đó 8-9 triệu cho một chiếc camera hành trình, thì mình ưng một cái là chúng ta có một cái hộp để sử dụng, chúng ta có một cái, nói chung là phụ kiện đợt này thì cũng tốt hơn, làm cũng khá là nhiều cái hay ho để giúp mình có thể sử dụng, cũng như cái thứ hai là cái đốc và cái thiết kế thì vẫn giữ form như vậy và được hoàn thiện tốt hơn, kỹ càng hơn. Chất lượng video và chất lượng hình ảnh thì mình đánh giá là cao. Tuy nhiên ở phần chiều hướng ngược lại thì Go 2 đã cho mình một cái thời lượng pin sử dụng không quá là cao, cũng như là cái trải nghiệm sử dụng nó không được là tốt đó, và thứ hai nữa rất là nhanh nóng, cũng như là kiểu nóng đến mức khó chịu cho người dùng đấy. Với bản thân mình là như vậy, không biết là anh em khi mà đã có anh em nào sở hữu Go 2 giống như mình chưa, nếu như có rồi thì nếu như gặp tình trạng như vậy thì hãy comment phía bên dưới, còn hay là mình có nói sai ý kiến gì thì tùy anh em, anh em có thể góp ý xuống bên dưới. Còn với bản thân mình, sau những cái ngày mình trải nghiệm và sử dụng thì Go 2 cũng gọi là 50-50, cũng mang lại cho mình nhiều cái thú vị, tại vì nó nhỏ. Đấy, khi mà mình có gắn trên mũ mình quay các thứ thì mình khá là kiểu thoải mái, mình không bị kiểu người sát là thằng này nó đang gắn cái cam hành trình khi nó quay, nên mình cũng không kiểu mình có đeo ở trước ngực đi nữa thì mọi người vẫn thoải mái rằng là thì chắc nó chỉ là cái vòng thôi, nó không ảnh hưởng gì cả. Mình khá là ok, mình khá là thích cái điều đó, tại vì nó khá là nhỏ gọn, nó tiện nữa. Đó. Còn về cái vấn đề về pin hay là vấn đề về nhiệt thì mình nghĩ rằng là chúng ta vẫn có khá là nhiều cách khắc phục. Tuy nhiên có một cái không được khắc phục, đó chính là con này không chống nước. Đây, trên này chúng ta sẽ ghi là the trace case is not waterproof, thì có nghĩa rằng là hộp này không chống nước, nên anh em là hạn chế, ví dụ đi đâu chơi thì tốt nhất là đừng có dại gì mà ném xuống nước thì nhá. Ok, video mình đến đây là kết thúc, cảm ơn em theo dõi video của Tokyo Go. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một share nhé. Còn anh em thích mình làm Go 2 về những cái video nào nữa thì anh em cứ comment bên dưới, mình sẽ tìm hiểu và mình sẽ hướng dẫn anh em nhé.